Mặc dù Beyblade Burst đã kết thúc nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều sản phẩm về Beyblade Burst ngoài kia. Và đây là một ví dụ điển hình. Đây chính là Storm Giro Dazzle Betona Chain. Đúng vậy, nó là Beyblade hàng fake. Tôi không có tiền, tôi hết tiền này. Như chúng ta có thể thấy ngoài phần ngoài của hộp đây một cách khá là dễ dàng để có thể thấy. Có một cách dễ dàng khá dễ để thấy đây, chúng ta có thể thấy rằng cái cách đóng gói gộp đấy, cách đóng gói này thì trông thì na ná, rất là na ná, không không phải rất là na ná mà trông thì rất là giống đến một cái hãng nào đó ở bên Mỹ, như là Hasbro thì phải. Trông rất giống cái hãng là Hasbro cả. Đúng đúng vậy, cái Storm Giro này người ta đã thay từ kiểu đóng đóng gói theo phong cách kiểu Takatomi, giờ người ta đóng gói theo phong cách của Hasbro. Như chúng ta có thể thấy đây là đằng trước sản phẩm, chi tiết sản phẩm mặt đằng trước thì cũng như là không không giống, không hề giống, không hề giống Hasbro một tí nào cả. Mặt đằng trước không hề giống Hasbro một tí nào cả đó. Mà điều đặc biệt tức là đây là mấy con Beyblade kiểu phần không ấy, tôi gọi là phần không, tôi thường hay gọi là phần không, là mấy con Beyblade kiểu này, mấy con Bey kiểu này đó. Thì đây chúng ta có gì, bốn layer con bay hàng đầu tiên, bốn layer starter. Ví dụ ta có starter Valkyrie, starter Kirbyus, starter Ragnarok và starter Spriggan. Cái đó ta có một cái mà không quay bằng dây và cái máy quay một cái máy không quay kiểu dây rút tự động, còn máy không quay là máy không quay thường. Đây là có cái dây đằng sau, như đằng sau người ta cầm trông khá điểu. Một cái disc, này là disc wing này, còn đây chắc là heavy, tôi nghĩ như thế. Một cái driver, hai cái driver, đây là một cái chắc là sẽ axel, còn cái lại còn khả năng một cái sẽ axel, cái còn lại khả năng sẽ là một cái driver gì đó mà tôi không nhớ. Ở đây ta có hình của con hình của Valkyrie Ford, đây có hẳn đấy, độ tuổi này, age đây, đấy độ tuổi các thứ theo các thứ tiếng khác nhau 8 cộng. Đây ta có này, Epic Rival Table Set đó, ta có Kid Duo Epic cả Kid Duelos Epicos, nó có đủ mọi thứ giống kiểu giống y Hasbro. Khi mà Hasbro đã cho hay mà các đồng gói Hasbro thường có tiếng Anh và tiếng các nước khác. Thì chúng ta có thể thấy ở đây Storm Giro không phải Beyblade Burst mà là Storm Giro. Dịch ra thì chúng cũng mang nghĩa là con quay Battle Dazzle Betona Chisholm, nghĩa là không hiểu nghĩa này lắm nhưng mà shit. Đây more new items available, Crit Giro in the match, feel strong. Nó giống kiểu cái dòng thu hút khách hàng mua đêm, mua càng nhiều Beyblade thì có càng nhiều bộ phận khác nhau, và càng nhiều bộ phận khác nhau thì sẽ khiến cho cái này thì sẽ càng khiến cho cái đống này kiểu mạnh mẽ hơn đấy, đó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Đây ta có vo không phải vo Shrek mà vo Terrific, thật sự là như thế. Vo thì đúng rồi nhưng mà cái này thì tôi không hiểu nó là cái gì đó. Đây khả năng đây mà là chữ Y, thì sẽ tuyệt hơn rất là nhiều. Đây mà là chữ Y sẽ tuyệt hơn rất là nhiều. Vo Tree này, vo này đây Voltree, X đằng sau X, Voltree X, Vichu, Vichu nhá, đây là Vichu, tôi không nghĩ đây là Vichu, tôi nghĩ đây là V1. Đây Attack nhá, các thứ đều đầy đủ. Đây một dòng chữ tiếng Anh, đây chuyên sư là Lincoln New Prince đó, và một dòng chữ tiếng Anh, đây tiếng Anh này, tiếng và các tiếng các nước khác. Đó về sơ qua mặt trước, thế còn mặt sau trông như nào? À, mặt sau thì trông như này. Đúng các bạn, xin lỗi vì tôi hôm nay phải cầm nhiều, hôm nay cái xin lỗi mọi người vì sự sơ xuất này, vì kiểu cái giá đỡ máy quay của tôi, cái giá đỡ điện thoại của tôi thì nó lại bị hỏng ý, nó bị lỏng ra, thế nên là tôi phải cầm hiện tại cầm như này. Mặt đằng sau trông không khác gì với cái mặt này. Nếu chúng ta để ý kỹ thì sẽ không khác gì
không khác gì Hasbro mấy. Chúng ta có Vortrix V2 Spartan. Đó, chúng ta có thể thấy này, việc làm thế nào để không bị ăn bản quyền đổi tên nhân vật. Chúng ta có thể thấy rõ ở đây là Vortrix V2 và Spartan V2. Chúng ta có hẳn thoi chữ Balance Type. Đây, Attack Type. Attack thôi, đây Attack Type. Attack đây, Balance Type đây. Combo các thứ đầy đủ nhé, giống hệt hàng Hasbro, thông số đầy đủ. Đây có cả cách biến đổi này. Đó, đây đổi chéo cho nhau cách chơi như thế nào. Đấy, combine này đây. Cái cơ chế, cái kiểu hộp này, cái phong cách này không khác gì Hasbro. Nhưng mà nó lại là của mấy anh Tung Của. Không, tôi không biết nó có phải của mấy anh Tung Của không, nhưng mà khả năng của mấy anh Tung Của khá là cao. Đây, Storm Hero này. Ngoài cái việc này là không phải là cái logo, đến cái màu nó còn giống cơ. Ngoài việc cái đồng này không phải là logo, không phải cái chữ Beyblade Burst Evolution hay là Beyblade Burst ra thì điều đó không đáng gì cả. Đây là cái sàn đấu này, quảng bá sàn đấu này. Đây, mày không quay được thứ hai con bay. Đó, rất giống Hasbro. Đây, chúng ta có Collect Demo này. Đây, nó có thể thấy là Valkyrie này. Tôi sẽ gọi theo kiểu Hasbro. Valtrek này, Spryzen này, Ragnarok này, Kirbyus này. Cũng là Valtrek, Spryzen, Ragnarok, Kirbyus. Nhưng mà sẽ khác đi rất là nhiều. Đó, chúng ta thấy đây, sự khác biệt rất là lớn. Rất nhiều sự khác biệt trong cái này. Dưới này cũng thể dưới lại con bay khác. Đó, Horosuit này. Có thể đây là Decisor Unicorn. Ôi, Unicorn. Cái này tôi không biết là con gì. Tôi nhìn không rõ lắm. Khả năng là Wyvern. Khả năng con này là Wyvern. Đó, sàn đấu đi nhá. Này, 20 phong quay, các thứ đầy đủ hết. Rồi thì mở hộp thôi. Cái này như là tầm mọi. Đây, bên này. Đây, bên cái điều đáng nói đây là hàng fake này cũng quảng cáo cái Beyblade apps, Beyblade, cái ứng dụng Beyblade và cái ứng dụng quét mà chơi game Beyblade của Hasbro có logo hẳn thôi. Download scan and battle đây, nó có hẳn cái ghi chú hỏi bố mẹ trước, hỏi người thân trước. Đó, đây cái app line này. Rất là Hasbro nhưng không phải Hasbro mà là Trung Quốc. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở nhé. Đây, tôi sẽ mở ra một cách rất là nhanh gọn thôi. Đó, gỡ lại xuống. Đây, tôi sẽ mở ra. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ mở ra nhé. Nhìn nó đỏ hơi nghi. Đây, tôi sẽ để đây. Wow, thật sự. Đây là cái hộp rỗng nhá, hộp không có gì rồi. Hộp này chúng ta để tạm đặt ở bên này. Wow, thực sự là tôi không nghĩ được là nó sẽ có cái sàn đấu này. Đây, người ta có bọc bảo vệ đàng hoàng nhé, bọc bảo vệ sản phẩm đàng hoàng. Tôi nghĩ là kiểu sau cái này bên trong này sẽ không có gì kiểu, well, nó chỉ là cái nó không có gì đặt sẵn trước, nhưng mà cái này sẽ có đặt sẵn trước rất là chuyên nghiệp nhé. Tôi không ủng hộ mua hàng fake đâu, nhưng mà nếu các bạn thiếu tiền hay là các bạn không đủ tiền để mua hàng real thì chúng ta có hai lựa chọn, một là mua fake, hai là mua Hasbro. Mà nếu các bạn muốn có trải nghiệm mà nó giống Takaratomy nhất thì hãy mua fake. Còn nếu các bạn muốn ủng hộ kiểu các bạn, nếu các bạn thấy Hasbro đẹp thì cứ mua thôi. Với cả chúng ta không nên đánh giá thấp mấy con bay của Hasbro, mấy con bay Hasbro cũng mạnh phết. Đó, ui, có màng bọc đầu tiên này, màng bọc này. Đấy. Đó. Đây, để đây sẽ đỡ hơn này. Tôi vừa mua này được cái này ở siêu thị. Tôi chắc chắn là tôi đảm bảo với mọi người là tôi chưa bao giờ mở cái này. Ý tôi là tôi cũng mở mấy cái này một lần rồi. Nhưng mà cái sản phẩm này, cái hộp này hiện tại đang ở trên tay, đang ở trên này là đây là tôi mua về xong tôi mở luôn cho mọi người. Chứ không phải là tôi mở sẵn xong tôi chơi chán chơi xong rồi tôi đóng gói lại cho mọi người. Không, đây là sản phẩm tôi mới mua về. Rồi đây ta có gì nào? Một cái máy phóng. Wow, một cái máy phóng kiểu Ripcord đấy. À, đây không phải Ripcord, một cái máy phóng kiểu thật sự là cái máy phóng thôi, còn đây là máy phóng kiểu rút dây này. Đó, người ta gọi là Ripcord này. Cái dây thì đang ở đâu? Cái dây đang ở đằng sau này. Một cái tay cầm, một cái holder. Holder nó chỉ tôi gọi là cái tay cầm máy phóng.
Đó, tiếp theo ta có gì đây? Ta có Valkyrie phiên bản màu vàng. Uầy, xịn phết. Kirbius phiên bản màu vàng. Ragnarok phiên bản màu vàng. Wow, nó rất rất tuyệt vời. Cho nên khi tôi thấy con Spriggan, Spriggan phiên bản màu đỏ, nó bám rất là sát. Tôi khá thích mua cái bộ này vì cái bản là bám khá là sát. Và như các bạn thấy là vì nó là hàng fake, kiểu fake Hasbro ấy, đúng rồi, fake Hasbro nên không đi kèm một cái sticker nào đây cả. Chính xác, không có một cái sticker nào đây cả. Chỉ có những con bay đã được sẵn, được sơn sẵn này thôi. Giống kiểu phong cách Hasbro, rất giống phong cách Hasbro. Là sơn lên con quay luôn, không có hình dán gì đây cả. Sơn hẳn lên con quay luôn. Đó. Một cái heavy, yes. Một cái disc heavy. Và disc wing, tôi khá là thấy cái disc này khá là hay, thú vị. Và đây có Axel. Nhưng mà cái disc thì rất là thú vị ở chỗ nào? Sao nó lại thú vị? Là vì thú vị ở chỗ là nó được có màu với các thứ. Bây giờ bạn mua cái disc này, bạn có cái disc này, bạn lắp vào con Valkyrie, Starter Valkyrie của bạn, nói chung nó sẽ rất là hợp. Thì nó màu xanh mà đúng không? Nó có in chữ ở đây, rất giống hàng thật. Đó, in chữ ở đây, đây, mình là rõ, đây, dây in chữ ở đây. Double đây, Wing, Heavy. Nhưng, tôi lại thất vọng về phần driver, tại vì sao? Nhìn ở đây, cái driver này, đây, nhìn này, cái driver này, nó không nhắc tên ở đây, đây, không nhắc tên. Đó, tôi không nhớ tên cái driver này lắm. Sau này tôi sẽ cập nhật tình hình sau. Còn đây thì khả năng là Axel rồi, chắc chắn là Axel rồi. Tại vì tôi không nghĩ là cái nào khác ngoài Axel. Đôi khi cái này có thể là Fusion, có thể là Survive, nhưng mà nhìn phong dáng này chỉ có thể là Axel rồi. Đây, nó một cái lớp bảo vệ nữa. Đây là một cái lớp nữa này. Sau đó sẽ đến cái phần này. Cái dây phóng, đây, cái dây này là cái này là để lắp vào đây này. Đây, lắp phóng đây. Đó, mình sẽ có một cái sàn đấu. Sàn đấu trông rất là đẹp phải không nào? Xin lỗi, trông rất là đẹp phải không nào? Đó là cái sàn đấu gần như là tuyệt vời nhất từng thấy. Đây, thưa thì qua lần review bay nhỉ? Vì disc với cả driver thì tôi không có nhiều thông tin, nhưng chúng ta có thể thấy đây là Starter Valkyrie, Starter Ragnarok, Starter Spriggan và Starter Kirbius. Mà cái phần này nó bị tôi khá là khó chịu, riêng con Kirbius con Spriggan này tôi không, thực ra về căn bản là Ragnarok với cả Valkyrie, ok, họ sơn họ như này là được rồi, quá là hoàn hảo, quá là đẹp rồi, nhưng Tại sao họ lại sơn vào phần... Xin lỗi. Tại sao họ lại sơn vào phần mặt của Kirbius? Kirbius là gì? Kirbius là chó ba đầu mà đúng không? Chó canh giữ điện cổng địa ngục. Nhưng mà tại sao họ lại sơn vào phần hai cái đầu này để khiến cho cái đầu còn lại trông nó bơ vơ thế? Và Spriggan cũng thế. Cái mặt này, đáng lẽ ra cái mặt này là cái mặt mà chúng ta có thể thấy cái mặt của Spriggan. Không có mặt nào ở đây cả. Rất là khó chịu. Nhưng mà chúng ta có thể thấy mặt đằng sau ở đây. Mặt đằng sau này cũng bị sơn đấy ạ. Rất là khó chịu. Tôi không hề thích điều này vì hai con này. Điều đó gây cản trở cho tôi khá là lớn. Thì vì đây là Dix. Đây là Dix. Vì cả Dix và driver này là của Valkyrie. Với cả Kirbius. Thế nên là tôi sẽ chỉ lắp hai con đấy mà thôi. Trong trường hợp có thể xảy ra thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ lắp vào cho những con khác chơi thử như thế nào. Ok, và đây sẽ là phần đấu. Bởi vì đây là một video liền mạnh, không có edit nào ở đây cả. Chúng ta có một trận đấu ở đây. Đây là hiếm, những thứ mà hiếm khi mà một kênh Beyblade như tôi làm. Đây, Starter Valkyrie, Starter Kirbius. Sẵn sàng, chiến đấu. Ok, nhà tôi sẽ phóng con Kirbius nhá. Bởi vì Kirbius là phòng thủ, nên là quay sẽ lâu hơn rất là nhiều. Phóng được các bạn ạ. Thật sự luôn. Đó, đấu được các bạn nhé. Đấu được rất là bình thường luôn. Đó, như đã thấy là tôi đã phóng Kirbius trước. Kirbius vẫn thắng. Đó là minh chứng cho việc là không phải là phóng trước là cứ phóng trước là sẽ thua.
mà đôi khi là phóng sau cũng sẽ thua luôn. Cái phong quay này thì để chơi mấy con, để chơi mấy con trong bộ này thì gọi là quá được luôn. Đó, chơi mấy con trong bộ này khá là được, quá là được. Nhưng mà để chơi mấy con hàng fake, ví dụ hàng fake của Flame hay là MQ thì tôi nghĩ là không được. Đó, sau hai trận thì Valkyrie vẫn thua. Như chúng ta có thể thấy, tôi đã phóng Kirby's trước nhưng Valkyrie vẫn thua. Đó, tổng kết lại nhanh luôn. Video dài quá rồi. Tổng kết lại luôn. Vì đây là single layer thế nên là phần nhựa kia sẽ nhiều hơn cái phần nhựa màu bên trong này. Đó sẽ xong. Và như chúng ta có thể thấy rằng là Beyblade này, Beyblade dạng này kiếm hiện tại kiếm rất là khó, nhưng mà nếu các bạn vào chợ thì các bạn cứ kiếm bằng reel một cách dễ dàng. Còn nếu mà các bạn vào Shopee thì thường sẽ không bao giờ có, hay là ra ngoài không bao giờ có, tại vì mấy con kiểu này đã ngừng sản xuất. Và có một sự thật khá là hay nữa là mấy con này mặc dù kiểu fake bên Hasbro nhưng thực chất nó lại là fake theo kiểu Takatomi, tại vì nó có răng ở đây, nó có mấy cái răng ở đây chứ không phải là kiểu chân trượt như Hasbro. Nghe thì cũng tuyệt vời nhỉ. Video đến đây cũng khá là dài rồi. Nếu các bạn thích những cái video kiểu này hoặc là không thì các bạn comment ở phía dưới, like video này và share. Thôi tốt nhất đừng share. Cứ like thôi, like và subscribe cái video này. Còn nếu các bạn cảm thấy không hay thì các bạn có thể ấn dislike và chửi kênh tôi. Tôi sẵn sàng đón tiếp tất cả các comment của các bạn. À, đây là kênh của Lão HD. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây còn thấy cục này không? Ở đó cục chân quay đấy. Xin cảm ơn.